Cái này của anh cho em một cái mức giá trước khi đi. Cái này á, thực ra mình vừa đội một chiếc Kia Morning lên đầu. À đây là Kia Morning. Kia Morning rồi đấy. Chiếc này thì Kia Morning. Thế đây thì đang đội một cái chiếc gì ở trên đầu? GLC. Wow. GLC. Wow. Đan một cái này mất 8 tháng. Gần như là làm 18 tiếng trong một ngày. Cả thế giới chỉ có một người có thể đan được. Đúng rồi. Cứ đứng như này đan. Ờ cắm đầu xuống. Ừ cắm đầu xuống như này này. Mình cắm đầu xuống 3 phút thôi là thấy máu lên não rồi là. Ui giời ơi, đánh thế bao giờ. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhà To. Vâng, hôm nay thì nhìn những hình ảnh vừa xong thì chắc quý vị lại hình dung đến chúng tôi lại chuẩn bị review về một cái bàn bia đắt giá hay là cái gì đấy. Nhưng mà không phải. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đứng ngay cạnh Hoàng Đức đây là một người anh, một người bạn của tôi. Hiện tại thì đang làm phi công. Vâng, phi công lái máy bay lớn. Phi công thật sự ấy, máy bay trên trời ấy, chứ không phải là phi công bay dưới đất anh nhỉ? Đúng rồi, nói cái phi công mọi người hay hiểu lầm, nhưng mà thực ra là phi công thật. Tôi lái máy bay Airbus 350. Vâng, đấy, anh Đông là một phi công real. Còn tôi là phi công Fage. Cũng được giấy chứng nhận của nhà nước anh ạ, nhưng mà em bay ở dưới đất. Bay có mệt không? Không sao anh, đến bây giờ vẫn sống. Đến bây giờ vẫn sống tốt. Thôi quay trở lại cái câu chuyện chính ngày hôm nay. Gặp anh Đông thì có một cái điều rất là thú vị. Đấy là về câu chuyện của những chiếc mũ Panama. Đấy, những chiếc mũ giống như thế này, giống như tôi, anh Đông đang đội. Đấy, hay là những cái hình ảnh các bạn có thể nhận thấy những cái mũ này thì chắc là nếu ở Việt Nam thì khéo là đi ra biển bây giờ nhìn thấy nhiều hơn anh nhỉ? À đúng rồi. Thì ở Việt Nam á, mọi người hay gọi cái mũ này thường gọi là mũ cói. Mũ cói, nón cói. Hay là ở gọi là xa xưa hơn thì Việt Nam hay gọi cái gọi là mũ phớt. Nhưng mũ phớt thì thường làm bằng da. Còn bây giờ thì hay gọi là fedora hay là mũ cói. Đó. Còn cái mũ cói này á thì nó xuất hiện rất là nhiều. Các bạn thời trang trẻ bây giờ cũng có mũ cói này, hay đội mũ cói để phối với cái trang phục freestyle hay là kể cả các mũ để mà phối hợp với trang phục classic chẳng hạn, rất là nhiều. Thì cái mũ cói này xuất hiện trong phim ảnh cũng rất nhiều, trong những hình ảnh của Hoàng gia Anh, những bộ phim như là Indiana Jones cũng có. Rồi những bộ phim về mùa hè thì hay xuất hiện, và đặc biệt những cái hình ảnh mà gọi là đi du lịch biển ấy, hay rất hay có cái hình ảnh mũ cói này đi cùng với các trang phục biển Lyland chẳng hạn. Mình đã đi nước ngoài rất là nhiều, đặc biệt là sang Pháp, sang Đức và sang Anh. Thì cái định vị cái đẳng cấp của người đó thường thông qua quần áo thời trang. Nhưng quần áo thời trang này không phải là qua thương hiệu, mà qua sự tinh tế của cái món thời trang đó. Ví dụ như là qua các bộ trang phục bằng các loại vải siêu mịn và đắt tiền, rồi kể cả qua chiếc nón được làm từ đâu, rồi độ tinh xảo như thế nào, nó đánh giá rất nhiều. Thì đối với con mắt của những người tinh tường, những người đã có trải nghiệm và có kiến thức, thì những cái nón như vậy thì họ nhìn thoáng qua họ thể biết được đâu là cái nón đắt tiền, và không những đắt tiền mà còn rất khó mua. Và đòi hỏi đó vị trí người đó ở đâu thì người ta phải mua được những chiếc nón như thế. Chúng ta đi từ thấp lên cao đi. Ở bờ biển đi, hay bán khoảng 50.000, 100.000 đấy. Em thấy là bằng nhựa là chính chứ đúng không? À không, không bằng nhựa đâu. Nó thực ra nó bằng giấy. Giấy á? Bằng giấy giả cói. Nó là sản xuất chủ Trung Quốc chủ yếu. Thì công nghệ của nó, nhiều bạn có thể lướt TikTok và bạn thấy là cái công nghệ làm mũ nó nhanh lắm. Làm theo form ở cái là công nghệ dây chuyền, nó in cái giấy đó ra, hoặc cắt và ghép cái giấy đó thành cái form. Và người công nhân chỉ lấy một cái giống như một sợi dây á, họ sẽ làm thành hình tròn và cứ thế may cạch vào xong là ra cái nón. Và bởi thế mới ra được giá 50.000, chứ làm sao mà có thể ra một cái nón mà 50.000 được. Đúng, khó lắm. 50.000 chắc là đủ tô phở không ta, thêm cái quẩy tô phở, thêm cái quẩy. Nhưng mà đối với chiếc nón á, gọi là tinh tế, thì yêu cầu của nó là phải hoàn toàn 100% thủ công, đan từng sợi cói vào nhau, giống như là mình có thể là nghề thủ công của mình ạ. Nhưng mà tại sao cái nón của tôi nói là có thể lên đến 100.000 đô? Đầu tiên là phải chất liệu. Cái thứ hai là kỹ nghệ thủ công. Cái thứ ba là độ hiếm. Nói đầu tiên về nói về cái chất liệu nha. Chất liệu cói để làm ra một chiếc nón như thế này
nó phải là Paya Tokyla, nó chỉ mọc ở một nơi duy nhất trên thế giới. Nó nằm ở Ecuador. Nó Panama nhưng mà lại cái nó lại nằm ở Ecuador. Anh có thể chia sẻ một chút về cái câu chuyện vì sao mà mọi người lại gọi là nón Panama, nón theo kiểu Panama đi. Nhưng mà tại sao lại những cái chiếc đắt tiền nhất thì lại là sản xuất ở Ecuador? Đúng rồi. Những chiếc đắt tiền nhất sản xuất ở Ecuador, cụ thể là một cái làng này tên là Monte Cristi. Đó. Thì cái nón ở Ecuador này nó phát triển từ năm 1600 cho đến năm 1800 thì nó bắt đầu rực rỡ lên. Thì bắt đầu nó du hành đến châu Âu và trở thành cái món truyền thống của hoàng gia Anh, hoàng gia các nước đó, đầu năm 1800. Thì tại sao nó lại là nón Panama? Khởi nguyên của nó vẫn gọi nó là nón Ecuadorian hay gọi là shawl hat, tức là nón cói. Nhưng mà tất cả các nón này đều được xuất khẩu thông qua kênh đào Panama. Thì những thương lái đến và mua cái nón đó ở Panama và người ta gọi cái nón đó gọi là nón Panama. Nhưng mà lúc đó chưa trở nên viral. Vâng. Đến năm 1906 khi mà tổng thống Mỹ là Theodore Roosevelt tới cái kênh đào Panama đó và đội cái nón đó và có những bức hình chụp đầu tiên với chiếc nón đó thì nó viral khắp nước Mỹ và viral khắp thế giới về cái nón đó, là người ta ghi tựa là Panama hat. À, rồi. Đó, và từ đó cái chết với tên là Panama nhưng mà thực ra nó vẫn sản xuất ở Ecuador. Nó không sản xuất ở Panama. Rồi. Đây, thế thì lại quay lại cái câu chuyện là những chiếc nón mà với cái giá trị khác nhau thì chắc là mình vừa trao đổi rồi vừa so sánh để cho mọi người gói thực tế nó rõ hơn anh nhá. Thì bỏ qua những cái chiếc nón Panama nhưng mà làm bằng giấy công nghiệp và sản xuất hàng loạt như của anh đã chia sẻ ban đầu, chỉ khoảng tầm 100.000 mà chúng ta có thể dễ dàng mua ở bãi biển chẳng hạn. Thì ở đây em cũng có một cái nón ở đây là cũng mua ở trong này là cũng có ghi là Panama Hatter này và cũng là sản xuất ở Ecuador, cũng là handmade in Ecuador đây. Và design thì là ở Italy. Và cái này em cũng mua ở Ý nhưng mà nó cũng chỉ vài trăm ơ thôi. Đúng rồi. Thì nó sẽ khác gì với cái này của anh cho em một cái mức giá trước khi đi. Cái này á, thực ra mình vừa đội một chiếc Kia Morning lên đầu. À, đây là Kia Morning. Kia Morning, rồi, đấy. Thì cái này là đâu đó khoảng đâu đó là 20.000 đô. 20.000, đúng rồi. Vâng. Thì cái này là Gray 44. Thì nói về cái, đầu tiên nói về cái nón ạ, chúng ta phải nói về cái Gray của cái nón, tức là cấp độ của cái nón. Cái Gray là sao? Gray là ví dụ như là một anh thợ thủ công, anh đan cái nón đúng không? Nếu ông đan sợi cói to, thì ông phải đan rất là nhanh. Nhưng ông đan sợi cói rất là nhỏ và mịn thì ông lại tốn rất nhiều thời gian để đan hơn. Thì gây càng cao thì cái thời gian bỏ ra càng lâu. À, đúng không? Đương nhiên là chất lượng nón và cái độ mịn của nón mà càng cao luôn so sánh hai cái. Các bạn có thể nhìn thấy luôn. Đấy. Hai cái này thì cái này chắc chắn là đứng cạnh là sợi nó to hơn hẳn rồi này. Đúng không? Nhìn bằng mắt thường em thấy là nó cũng đã khác rồi. Cái này nó mịn. Nó mịn phẳng luôn. Người ta quy định gây, ví dụ gây 11 12, tức là 11 12 mối đan trên một inch ở đây đâu có khoảng 2.3 cm, gần 2.4 cm. Thì vây này là vây 11 12, tức là 11 12 mũi đan trên 1 cm, trên một inch. Còn cái này á là vây 44, tức là 44 mũi đan trên một inch, nó gấp đâu đó khoảng 4 lần. Nhưng mà gấp 4 lần không có giá trị nghĩa là gấp 4, mà khi mà đạt đến cái mức độ nào đó vây 11 12 17 18 á thì cái giá lên gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 10 lần, thậm chí gấp 50 lần cái giá trị của nó. Tại vì càng nhỏ thì người thợ nghệ nhân lại càng khó đan. Ví dụ như là đan cái gây 11-12 này thì một đứa trẻ con đâu đó khoảng tầm 13 tuổi ở Ecuador cũng có thể đan được. Cũng có thể đan được, tại vì họ đan, mấy đứa trẻ đan từ đâu đó từ 6 tuổi đã biết đan rồi. Wow. Họ là nghề truyền thống gia đình ạ, từ 6 tuổi đã biết đan. Đến 13 tuổi thì đan được nón gây 11-12. Thì cái lực lượng đan được cái nón mà gây thấp á thì đan được rất là nhiều. Nhưng mà đến quay khoảng 17-18 số lượng đó giảm xuống khoảng tầm 50 người, toàn người lớn thôi. Khi mà lên đến quay khoảng tầm 27-28 lượng giảm xuống đâu đó khoảng tầm 30 người. Lên quay 44 này á, số lượng giảm xuống còn 10 người, thì đang lên quay 44. 10 người ở trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới, tại vì chỉ có nghệ nhân Ecuador tại Mongolia có thể đan được chiếc nón này. Thế thì chứng tỏ là cái số lượng của những cái chiếc nón mà quay càng cao thì số lượng nó sẽ càng ít, càng ít và cái thời gian người ta làm ra lại càng lâu. Để ra một chiếc nón quay 44 này tốn đâu đó ít nhất khoảng tầm 7-8 tháng để ra một chiếc nón. 7-8 tháng chỉ làm một cái nón này. Đúng rồi, tức là 10 người còn lại có thể đan cái nón này 1 năm
đâu đó họ ra chỉ được đâu đó khoảng 10 chiếc nón như cỡ này thôi. Một năm. Thật không thể tin nổi các bạn ạ. Đấy, có những cái điều mà đúng là chúng ta sẽ chỉ khám phá thấy và hiểu được ra những cái giá trị của nó khi gặp được đúng người chơi và đúng chơi đúng hệ. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà đó mới là chúng ta nói về so sánh về quay thôi. Ừ. Nhưng mà cái khác biệt cơ bản giữa hai cái nón này đó là cách đan. Cách đan. Đúng rồi. Ừ. Khi mà trong lịch sử á, khi mà sản xuất một cái nón như này quá tốn thời gian, là mới đan gọi là phương cách đó là herringbone. Ừ. Và khóa viền bằng thủ công. Ừ. Và để đan brisa. Ừ. Đan mông tức cái gì, brisa khác nhau như nào? Đan brisa là giống như đan rổ, đan giá ở Việt Nam. Ừ. Tức là đan so le với nhau. Còn đan mông tukisti hay còn gọi là đan herringbone thì tiếng Anh nó dịch ra nghĩa là đan xương cá. Ừ. Tức là đan chéo và dắt về nhau rất là phức tạp. Ừ. Thì cái đan này ví dụ như anh đứt một sợi ở đây nó không nó bung. Sẽ không ảnh hưởng tới những con này chỉ đứt một sợi ở đây thì cả cái nón sẽ dần dần nó bung hết ra. Nó sẽ khác nhau như vậy. Và cái đan gọi là thủ công dành cho đúng hoàng gia, đan mông tukisti tiêu chuẩn của nó đó là hoàn toàn 100% là thủ công. Ừ. Tức là sao? Nó bắt đầu đan xoáy từ đỉnh nón thì cái này cũng đan xoáy từ đỉnh nón. Rồi. Đan herringbone là bắt buộc khi mà khóa viền á phải khóa bằng thủ công, bằng công nghệ đó là lock mông tukisti. Tức là khóa bằng cái công nghệ của mông tukisti, khóa hoàn toàn thủ công. Cái này đòi hỏi thời gian, tốn rất nhiều thời gian để mà khóa có nghĩa là ở cái viền ở bên trong này. Đúng rồi, cái viền này này là không được có một sợi chỉ hay là may vài gì cả. Đấy. Hoàn toàn nó là bằng cói không. À, đây các bạn có thể nhìn thấy đây là khác này. Đây có những cái chỉ này. Cho nên đó là sự khác biệt. Đó. Thì đây là 100% thủ công. Rồi. Còn cái này chỉ đâu đó được khoảng tầm 60-70% thủ công và đan là đan rất nhanh. Ừ. Tại sao lại họ lại ra những sản phẩm này đúng là made in Ecuador thật. Ừ. Nhưng mà họ lại đan kiểu này bởi vì khách du lịch đông. Ừ. Ai cũng muốn mua nón. Ai cũng muốn có một ai cái chiếc nón như này. Tại vì nó rất là nổi tiếng. Ừ. Có thể ở Việt Nam không biết nhưng mà những người mà phương Tây á, khi mà cái sự ăn chơi của họ lên level khác, họ rất muốn sở hữu cái nón này. Ừ. Nhưng mà để sở hữu được á, họ chờ đợi rất là lâu, 3 tháng, 6 tháng, 8 tháng, 1 năm, thậm chí đến gần 2 năm mới xảy ra một chiếc nón. Wow. Phải xếp hàng chờ. Wow. Phải xếp hàng chờ. Cho nên á, để mà phù hợp cho khách du lịch hay là các nhãn hàng trên thế giới nó bán thì họ đan các đuôi xe, đan nhanh hơn rất nhiều. Em thấy là cái này như của Hermès hay là ấy cũng có đúng không nhỉ? Dior hay Hermès. Chỉ duy nhất Hermès là có đan herringbone nhưng mà chỉ ở gray 11, 12. Ừ, còn lại đa phần Hermès cũng có cái đan Brisa. Thì giá khoảng gấp đôi, gấp ba cái nón như thế này. Thực ra nó vẫn chỉ là hàng gọi là Panama Hat Style. Nó không phải là real Panama Hat. Nó gọi là Panama thôi. Còn đẹp để đạt được tiêu chuẩn của Montecristi thì nó ở một level khác. Cái kia là chỉ được 60-70% handmade. Phải là 100% handmade mới đạt đủ tiêu chuẩn của công ty Kisti. Một nhân vật nổi tiếng mà rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ đó, là Sir Winston Churchill. Ừ. Là rất đam mê cái nón này và ông sở hữu bộ sưu tập rất là lớn về cái nón như thế này. Vẫn có những cái ảnh mà ông Winston Churchill đội những cái nón này rồi ngồi ngậm điếu xì gà. Chính xác, hoặc là vẽ tranh, sở thích ông là vẽ tranh, là đội nón rồi khoác một cái áo gọi là che cái vết của mực vẽ, ngậm điếu xì gà và vẽ tranh, có rất nhiều mực như vậy. Một cái nón mà đặc tiêu biểu á, nó của thái tử Charles. Ông đội một cái nón đâu đó khoảng 30 năm. Duy nhất một cái nón 30 năm, nghĩa là một cái nón đó ông xuất hiện rất thường xuyên với cái nón đó 30 năm. Tức là cái độ bền của cái nón này đâu đó từ 20 năm đến 30 năm thậm chí hơn. Giống như mình đội cái nón này cũng khoảng mấy năm rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy có dấu hiệu hỏng. Đây là một cái nón của nữ chứ đúng không anh? Đúng rồi, đây là một chiếc nón của nữ. Vành 10cm. Tầm cái vành này á, thường của nam á, là từ 8cm trở xuống. Vành của nữ là khoảng tầm 10cm trở lên. Đó là sự khác biệt. Đương nhiên bạn nữ muốn đội nón của nam cho cá tính thì vẫn thoải mái. Vấn đề. Với những cái chiếc nón Panama như thế này thì cái phần về tạo hình của nó là mình hoàn toàn thoải mái đúng không? Với ra là một cái điều đặc điểm nổi bật của chiếc nón Panama á, tại vì nó là cói Paja Tokila chỉ mọc duy nhất ở Mông Tukisti, mà cái loại gói nó đặc biệt. Nó mọc ở một cây người ta gọi là palm line. Bình thường gọi là palm tree tức là loại cây cọ. Cọ. Nhưng mà cái loại này là giống nửa cọ. Loại đặc biệt, nó không phải là cây cọ nhưng mà nó giống cọ đâu. Thì cái loại gói đó ra một loại gói rất là dai và rất khó để mà bị đứt. Và có thể định hình giống như là cây lanh, sợi lanh, lai lần á, nó rất là dễ định hình. Ví dụ cái nón này, một cái nón như thế này, ông bỏ lên bỏ xuống rất là khó.
đúng không? Để định hình. Đây là ví dụ như là loại cói, không phải cói Pajatoquila. Đây là loại cói trồng ở vùng khác. Tại vì loại cói Pajatoquila gần như là bảo vật của Ecuador. Giống như là lá xì gà đối với người Cuba vậy. Họ không cho xuất khẩu, không cho bán. Và chỉ có thể đan thành sản phẩm mà bán đi. Không cho bán cây, không cho bán giống. Đó, gọi là loại cói như vậy. Thì cái loại cói này rất dễ định hình. Anh thể để lên, anh thể vặn vẹo, hay anh thể dùng đưa lên bàn là ủi theo cái định hình mà mình muốn, cong lên cong xuống. Để mà cái nón được gọi là đẹp á, nghệ á, gọi là điệu đà á, thì là nó không theo một cái hình dạng cố định nào cả. Nó có thể lên, có thể xuống, nó giống kiểu một cái gì đó rất là tự nhiên và bay bổng. Thì đó là một cái nón Monte Cristi điển hình. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Chơi cái gì, nghề chơi cũng lắm công phu. Chơi cái gì mà đã chơi sâu rồi là có nhiều cái thứ hay ho và có nhiều những cái điều mà đúng là bình thường chúng ta sẽ không thể tưởng tượng ra. Đúng rồi. Hiện tại Việt Nam cũng có những cái nón và đạt được kỷ lục Guinness thế giới. Đạt kỷ lục Guinness thế giới luôn. Đạt kỷ lục Guinness thế giới. Anh có ở đây không? Ở đây, mình xin giới thiệu bạn, đây là một chiếc nón đạt kỷ lục Guinness thế giới. Wow. Cái style này gọi là Optimo Colonial. Colonial là cái từ viết của thằng Colony ấy, tức là thuộc địa hay là thực dân. Thì cái này phỏng theo giống kiểu cái nón hồi xưa của Anh, của lính Anh và lính Pháp á, hay đi hay Tây Ban Nha có cái nón giống như mũ cối cho mình á. Đi cùng với một bộ safari, là bộ có nhiều túi mà đi khám phá, đi travel, hay là giống Indiana Jones á, thì có giống như này, sẽ có một cái đường chỉ này. Thế là giống cái này ấy chứ. Đúng rồi, cũng giống cái này. Gọi là cái style là colonial. Thì cái nó tạo dựng giống như là sự quyền uy, giống như một cái crown ạ, một cái vương miện tạo dựng quyền uy, sự khám phá, sự trải nghiệm. Nó đại diện cho như thế. Và khi mà làm một cái nón như thế này á, đây là Way 57. Có nghĩa là Way cao, còn cao hơn cái này rất là nhiều nữa. Way trên 50 á, hiện tại trên thế giới chỉ duy nhất một người có thể làm được. Đó là Simon Espino. Simon Espino. Đúng rồi, ông ấy là kỷ lục gia Guinness của thế giới về đan nón. Tức là ông ấy đan nón trong vòng 8 tháng, nghĩa là vừa thời gian nhanh nhất luôn. 8 tháng ra với nón Way khoảng tầm 57. Và đây chính là cái nón Way 57. Thế là đan một cái này mất 8 tháng. Gần như là làm 18 tiếng trong một ngày. Chứ không phải 12 tiếng như bình thường, 18 tiếng một ngày, dòng dã suốt 8 tháng để mà đạt được cái kỷ lục Guinness như vậy. Cái khó khăn của một cái quay như thế này á, nếu mà khi đan giữa chừng như này này. Được. Thì càng nhỏ thì sợi càng nhỏ. Đúng rồi. Mà cái sợi càng nhỏ á, thì anh siết lỏng tay á, thì nó không ra được cái quay anh mong muốn. Đâu có sát vào nhau để được 57 mối đan trên một inch đâu. Thì anh bắt buộc anh phải siết mạnh tay vào để cho nó khít lại. Và siết khít lại anh mạnh tay quá đứt sợi dây. Anh dụ anh đang khoảng tầm tháng 7 sao là đứt thì thôi toang. Là coi đi toàn bộ công sức. Lúc đấy là bung và toang rồi đấy. Đây, các bạn nhìn thấy này, đây đặt cạnh nhau là cũng đã thấy được những cái bên này còn thấy một ít sợi, cho bên này là mềm như là gần như là mỏng dính, không nhìn thấy luôn. Cái này là chỉ có soi kính lúp mới thấy được. Thế thì lúc mà đan thì người ta có phải dùng kính lúp để người ta đan coi? Có, người ta vẫn phải dùng kính lúp đan, đan giống như kiểu thợ đồng hồ á, có cái kính như này. Thế là đan. Chơi luôn đeo kính lúp để đan những cái mũ như này luôn. Nhưng mà cái kính lúp chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà bạn phải xem cái cách mà họ đan thì bạn mới thấy được. Đây này, ở đây có một khối tròn, họ cắm đầu xuống họ đan như này, 18 tiếng một ngày. Ồ thế cứ đứng như này đan. Cắm đầu xuống như này này. Mình cắm đầu xuống 3 phút thôi là thấy máu lên não rồi là chết rồi. Nhưng mà họ cắm 18 tiếng đồng hồ và dòng dã thuốc 8 tháng để đan chiếc này. Còn đó là thời gian gấp rút thôi. Còn bình thường một chiếc nón này tốn phải tầm 14 tháng. Sao họ không chế ra cái gì để có thể nằm đan hay là ấy các thứ đan không, nó đỡ mỏi lưng nhỉ? Tại vì cái nguyên nhân á, đó là cái cói này á thì đan từ xoáy. Đan xoáy từ đỉnh xoáy này từ đỉnh xuống. Để mà siết được tốt á thì bắt buộc cái cói phải rũ xuống dưới. Cái cói phải rũ xuống dưới để họ có thể tìm được đúng cái, tại vì đan nó phức tạp, nó không chỉ đan chéo với nhau đâu. Nó đan rất là phức tạp. Nó cứ 3 sợi kết với 1, xong rồi nó lại sang phía bên này 3 sợi kết với 1, 3 sợi kết với 1. Nó đan rất là phức tạp, nói chung là rất là phức tạp luôn. Thì bắt buộc họ phải cúi xuống này, họ soi từng sợi ấy, để họ đan với nhau. Chứ không thể để ngửa lên này xong rồi đan một cách nhanh chóng được. Đức nghĩ nó này làm giả được không? Đúng rồi, mỏng như này sao người ta lại không làm giả mà lại thế làm giả đấy. Ông cầm kính lúp, ông soi đi. Ông đếm làm bây giờ bao nhiêu sợi trên một inch.
ông thợ nào mà làm giả được 57 đan được 57 sợi trên một inch này á thì ông đứng top thế giới rồi, ông không cần phải làm giả đâu. Ừ. Tại vì đan thủ công mà. Đây là tính số sợi, ông cứ zoom vào, ông đưa lấy cái thước ra, ông zoom vào, ông đếm sợi. 57 sợi. Không, ý mình là giả bằng dạng kiểu công nghệ như giấy các kiểu ấy. Không, cái chất liệu nó cũng sẽ không giả được như, kiểu tại này. Tại vì giấy sẽ quá cứng. Giấy sẽ quá cứng, không bao giờ mềm mà không có cái màu tự nhiên như thế này. Anh nhìn thấy màu khác biệt hoàn toàn không? Đúng rồi. Đây là một màu trắng, còn đây là màu hơi ngà ngà, đó màu cõi tự nhiên. À. Không thể giả được. Nhưng mà thế là như cái này là người ta nhuộm à? Hay là như nào? Không có loại cõi khác. Do cái loại cõi nó khác nhau không? Đúng không? Đúng rồi. Có những loại mà có sơn màu đỏ rồi màu nâu hay là màu vàng hay là màu đen ấy là họ nhuộm. Còn cái màu này là màu cõi loại cái khác trắng hơn. Nhưng hay mà quá. Nó rất là cứng, rất là cứng. Vâng. Còn để ra sợi cõi như này nó mỏng hơn cả sợi chỉ nữa. Nó giống như một sợi siêu vậy. Cái này thì hiện tại bây giờ là như anh bảo là đạt kỷ lục thế giới và chỉ có chắc là không có nhiều đâu đúng không? Hiện tại bây giờ có một chiếc nón đang sắp hoàn thành, đang loại điện là khóa viền, đến mức khóa viền V59 và V59. Đang chuẩn bị đăng ký kỷ lục Guinness, tại vì kỷ lục Guinness đăng ký dễ lắm, họ chỉ đến và đo trên một inch là bao nhiêu sợi là họ để phá kỷ lục này thôi. Đo ví dụ như là đo đúng một inch 59 sợi tức là phá kỷ lục chiếc này 57, nhưng mà trải qua trước này á là năm 2013. Trải qua đến 9 năm thì mới ra được một sản phẩm mà có thể phá được kỷ lục thế giới. Tại vì Simon Espino cũng cố gắng đan rất nhiều lần và thử rất nhiều lần nhưng mà đều bị thất bại. À có nghĩa là người ta cũng đã có những cái trường hợp là đang đan thì bung ấy. Nhiều lắm không có rồi. Và họ rất sợ. Tại vì công sức giống như là muối bỏ bể đang rất là nhiều, nhưng mà chỉ chút xíu thôi là hỏng. Thì họ rất sợ đan, cho đến 9 năm rồi thì mới có một chiếc nón đạt được cái vây hơn cái cây này. Thế anh, chiếc này thì Kia Morning, thế đây thì đang đội một cái chiếc gì ở trên đầu? GLC. Wow, GLC. Wow, chưa bao giờ mà đội một chiếc GLC ở trên đầu mà thấy nó nhẹ như thế này. Cầm một chiếc GLC là nhẹ thế nhở? Nói đến nhẹ thì cái đặc điểm của nón này siêu nhẹ. Siêu nhẹ. Siêu đúng. Nhẹ. Giảm giác như chỉ đúng một tờ giấy ở trên tay thôi. Như cầm một tờ giấy ở trên tay. Wow. Wow. Hay đấy. Thế còn ở đây là các cái hộp đựng của nó hả anh? Đúng rồi, đây là cái hộp đựng làm bằng da bê rồi da cá đuối đó. Đây da cá đuối đây. Rồi, nó phù hợp với cái shape của cái mũ ạ. Tại vì mình giống kiểu đội cái con morning nên là nó cũng phải ấy đúng không? Đi du lịch thì cũng hơi ngại. Thế là chơi cái món này lại cầu kỳ là đi du lịch lại phải có thêm một cái vali riêng cho nó đây các bạn này. Cũng ngại nhỉ. Con này cũng chắc cũng phải tầm 44 gì đấy đúng, rồi, đúng không anh ạ? 44, cũng một con Kia Morning khác, con kia màu xanh, con này màu đen. Con này là style nó kiểu khác không? Đúng rồi, con này là con style Fedora. Cái độ móp móp của nó sẽ rất là nghệ ở phía trên đầu. Đấy, các bạn thấy là cái này nó chỉnh sửa được tất cả các cái độ móp của cái phần vành mũ. Đúng rồi, muốn mà cho nó móc hẳn hay là theo ý của mình thì đưa lên một cái bàn ủi, đập tấm vải lại lần lên và mình ủi theo cái hướng ngược lại của cái chỗ mà mình muốn nó cong. Thì nó sẽ cong theo đúng theo hướng của mình. Mình sẽ điều khiển được cái chuyện đấy. Mình đội theo hướng nào để cái gương mặt của mình nó đẹp hơn thì mình điều cái vành theo hướng như là mỗi lần đội đứng trước gương điều chỉnh xong rồi xem là như nào là đúng nghịch. Nó hợp anh Đức đấy. Anh Đức sẽ làm con hay con kéo lại làm một con morning ở trên đầu. Thế còn cái này là hộp như thế nào ở anh Đông? Đây là một cái hộp gỗ dành cho nữ anh. Nhìn to là anh biết rồi. Nữ vành. Có nghĩa là vành nó to quá nên là hộp nó cũng phải to theo. Thì anh thấy ví dụ như là trong các bộ phim hay là hình ảnh các bạn đi bãi biển hay đội cái nón vành rộng rộng không? Rất là viral. Nhưng mà các bạn không biết là cái nón đó thực ra là chỉ là Panama Hairstyle dành cho nữ thôi. Nó xuất phát từ cái nón gọi là Flora. Theo kiểu tiếng Tây Ban Nha gì đấy. Là nón vành rộng 20cm và dành cho nữ. Thì thường ra nữ thì có thể đội cái nón của nam được, mà nam thì đội cái nón này thì nó không đúng lắm. Nhưng mà nữ thì đội tuyệt vời. Đó, đây là một nón.
Thì các bạn nhìn thấy cái độ rủ của nó cũng khác nhỉ. Nhìn nó rất tự nhiên nhá. Tự nhiên êm, mặc cái đầm hoa, độ cái nón này, xong rồi trải cái khăn trải bàn ở dưới, xong rồi ăn trứng cá các thứ. Những cái hình ảnh quý cô, quý tộc đấy. Đặc biệt là Pháp rồi ấy, là rất là các quý cô rất là hay thích đội những cái kiểu như thế này. Trong summer chẳng hạn. Chứ không hẳn là chỉ đi biển. Nhưng cái này thì cổ của nó to quá nên là cái side dan ở đây nó không, cái way nó không nhỏ lắm. Thường cái nón như này do cái vành nó rất là rộng 20cm, cho nên cái để đảm bảo cho độ cứng của cái nón á, thì nó phải là way 11, 12, cùng lắm 13, 14. Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam thì có một chị đặt một chiếc nón way 17, 18. 17, và 18. Vành cũng là extra wide, tức là 25cm, rất là rộng. Và chiếc nón đặt riêng cực kỳ đặc biệt luôn, rất là đẹp. Nó một ca sĩ rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Ca sĩ ca sĩ mà đội cái nón kiểu này, để xem nào, đoán nào. Em nhớ là từng nhìn thấy một cái hình ảnh nào đấy mà chị Hồ Ngọc Hà cũng đội một cái nón Panama rất là rộng. Đúng. Chị Ngọc Hà anh Đức hay thế. Hay thật luôn á. Chị Ngọc Hà là đội cái nón way 13-14 vành tận 25 hay 30cm đó, đặt riêng. Đặt riêng và đan, nghĩa là màu trắng hơn này rất là nhiều. Đan và cái đai là màu hồng, thì chị Hà có chụp hình trong cùng một cái đầm màu hồng ở trong cái sinh nhật của chị. Đấy, đúng rồi, là vì em nhớ là cái hình ảnh đấy là nhìn một cái là lại ấn tượng và nhớ ngay là thì cái đẳng cấp nó khác hoàn toàn, nó ra cái thần thái và cái nón nó tôn lên rất nhiều so với cái khuôn mặt và cái bộ đồ của chị Hà. Cái thú chơi này thì anh thấy ở Việt Nam mình có bây giờ nhiều người chơi chưa? Thực ra là nhiều thì nói là chưa nhiều. Nhưng mà tại vì thực ra không cần nhiều. Tại cái nón này thực ra nó đâu có nhiều. Không đâu có nhiều. Mà thực ra cũng không dành cho số đông cơ. Tại vì thứ nhất là cái giá trị của nó cũng tương đối cao, và thứ hai là người hiểu và mê được cái nón này cũng rất là ít. Người phải đòi hỏi một con mắt rất là tinh tế thì mới hiểu, mới dám chơi cái nón này. Nhiều người coi nó là cái nón nào như nó nào, nón 50.000 với nón 50.000 này. Dưới con mắt người ta thì nó nào như nó nào, để đội đầu thì nó vấn đề khác. Thì nhưng mà Việt Nam thì cũng có những người chơi cực đỉnh cao. Có những người sở hữu đến cái nón $100,000 rồi. Có nhiều. Nhiều luôn. Nhiều là trên một thôi. Trên một là nhiều là trên một. Hai là số nhiều rồi mà. Hai nữa. Không có nhiều đâu. Nói thế thôi. Còn những cái người mà sở hữu cái nón mà khoảng tầm 20.000, 30.000 thì cũng ở đâu đó dưới một bàn tay. Dưới 5 đầu bàn tay, đúng không? Tầm 3-4 người. Wow. Hiếm lắm. Thế thì hiếm rồi. Vâng. Thế chứng tỏ là cái thú chơi này vẫn là một trong những cái thú chơi mà rất ít người, vẫn còn rất ít người biết đến. Và hôm nay thực sự là rất là thú vị là ở trên nhà to lại tôi lại lôi kéo, dụ dỗ, gạ gẫm được anh Đông để chia sẻ về cái thú chơi này tới cho quý vị khán giả. Và hy vọng rằng là cái tập ngày hôm nay làm về thú chơi mũ Panama, mũ cói Panama như thế này đã mang lại được một cái thông tin thú vị và bổ ích tới cho những quý vị khán giả quan tâm tới những cái thú chơi xa xỉ, độc đáo của giới thượng lưu, không chỉ ở Việt Nam mà là toàn thế giới. Đấy. Lúc em nói là số người chơi mà dưới 5 người ấy, 5 người ở đây là tại Việt Nam và tính cả châu Á luôn. Châu Á luôn. Wow, thế thì... Nghĩa là chỉ có Việt Nam thôi, châu Á chưa có đâu. Không thể mua tại châu Á ngoài Việt Nam. Việt Nam có, còn châu Á chưa có, chưa nào có đâu. Thế chứng tỏ Việt Nam chơi quá. Việt Nam chơi hơi ác luôn. Chơi hơi ác luôn. Kinh khủng đúng không các bạn? Rất là mong là quý vị các bạn sẽ yêu thích những cái trải nghiệm như thế này. Quý vị khán giả nào mà muốn đội những cái con Kia Morning hay là GLC rồi cao hơn nữa ở trên đầu giống như thế này thì có thể là gặp Mr. Đông. Nhưng mà cũng không có nhiều để mà lựa chọn đâu. Rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đông. Thôi anh em mình lại làm ván mới thôi anh nhỉ. Nãy giờ lỡ bày ra đây rồi. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.